Kính thưa quý vị các bạn thân mến, trước khi mình làm phần tiếp theo thì mình xin đề cập tới tác giả của bài viết. Thì như quý vị và các bạn đã biết vừa qua thì mình đang có làm bài Việt Nam máu lửa quê hương tôi, thì của tác giả Hoàng Linh, Đỗ Mậu. Thì tại vì sao chúng ta khi nghe tới bài của Hoàng Linh, Đỗ Mậu thì chúng ta thấy có nhiều cái nhận định phiến diện và những cái tiêu cực trong chế độ cộng sản ngày xưa. Thì mình nói cộng sản ngày xưa chứ không phải ngày nay. Ngày nay ai mà nói tới cộng sản thì điều đó thật là khùng điên vô cùng. Thì ngày nay Việt Nam không phải còn chế độ cộng sản giống như ngày xưa, đối với ông Đỗ Mậu đã nhận định. Thì chúng ta tìm hiểu tác giả một chút xíu. Thì tác giả Hoàng Linh, Đỗ Mậu, thì tác giả viết cuốn sách Việt Nam máu lửa quê hương tôi vào khoảng thời điểm mình thì không có rành tiếng Anh cho lắm trên cái phần này nè, thì cái phần gọi là xuất bản và được mua lại bản quyền của ông viết vào năm 1986-1987, thì khoảng thời gian này thì ông viết. Thì lúc đó ông đã ở bên kia chiến tuyến rồi, ông đã ở bên kia nửa vòng trái đất rồi. Thì theo những nhận định của ông trong cái thời cuộc, thì khi người viết sử thì nói cho tường tận cái việc của hai bên, nhất là Pháp, Mỹ hay là gọi là Ngụy, chế độ Ngô Đình Diệm, và lúc đó là cộng sản, nó như thế nào và nó sẽ gây những cái bức xúc khi chúng ta đọc lại bài mà chúng ta bị quá nhiều ư là cái xuyên tạc hoặc là cái nhồi sọ, hay là còn cái là diễn biến và theo chiều hướng của diễn biến xấu, thì nó sẽ gây ra nhiều cái sự hiểu lầm và rất là tệ. Thì chúng ta đọc lại cái tiểu sử của ông một chút xíu. Đỗ Mậu sinh ngày 1 tháng 7 năm 1917, mất năm 2002, nguyên là một cựu tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc là thiếu tướng. Ông xuất thân là một gia đình một quân nhân trong đơn vị vệ binh bản xứ được gọi là lính khố xanh, thuộc quản lý của chính quyền thuộc địa Pháp. Sau ông được theo học bổ túc tại trường hải sĩ quan An Cụ, tức cơ lưu động Huế. Ông là một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng vào cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 và chính trường miền Nam từ năm 1963 đến năm 1965. Ông cũng là một chính khách thời kỳ chính thể đệ nhị Cộng Hòa. Ông còn có bút hiệu là Hoàng Linh, Đỗ Mậu với một tác phẩm theo văn thể hồi ký. Thì tác phẩm của ông đã viết ra rất là nhiều. Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1917 tại làng Thổ Ngọa, phủ Quảng Trạch, nay là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo. Trong hồi ký của mình, ông cho biết ông nội mình là một nhà nho, bỏ việc đàn sách để trở thành tướng lĩnh trong phong trào Cần Vương dưới quyền lãnh đạo của đề đốc Lê Trực, về sau bị quân Pháp giết chết. Tuy nhiên, một tài liệu khác dẫn lời ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1917 tại làng Thổ Ngọa, phủ Quảng Trạch, nay là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo. Trong hồi ký của mình, ông cho biết ông nội mình là một nhà nho, bỏ việc đàn sách để trở thành tướng lĩnh trong phong trào Cần Vương dưới quyền lãnh đạo của đề đốc Lê Trực, về sau bị quân Pháp giết chết. Tuy nhiên,
Ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1917 tại làng Thổ Ngọa, phủ Quảng Trạch, nay là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo. Trong hồi ký của mình, ông cho biết ông nội mình là một nhà nho bỏ việc đàn sách để trở thành tướng lĩnh trong phong trào Còn Vương dưới quyền lãnh đạo của đề đốc Lê Trực, về sau bị quân Pháp giết chết. Tuy nhiên, một tài liệu khác dẫn lời một nhân chứng cho rằng ông xuất thân từ trong một gia đình địa chủ. Cũng theo hồi ký của ông, mẹ ông mất sớm khi ông mới 4 tuổi. Tuy vậy, do truyền thống gia đình, ông được theo học hết bậc tiểu học ở quê nhà, sau đó được người cô họ giúp đỡ để học tiếp trung học ở Huế. Tuy nhiên, ông phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh gia đình. Khi học hết năm thứ tư bậc trung học, tức là đệ tử, tương đương lớp 9 bây giờ, do học hành dở dang, về sau ông thường tự nhận mình là kẻ thất học quê mùa. Ông trở về Đồng Hới xin được một chân giáo sơ học làng để có sinh kế, và từ đó ông đã tham gia, không, trong đây không có nói ông đã tham gia bên cộng sản, mà toàn là ông tham gia bên Việt Nam Cộng Hòa và làm lính quân đội quốc gia, cấp bậc lên tới thứ thiếu tướng rất là nhiều. Nói chung là mình nói sơ lược như thế để cho quý vị bạn khỏi nhầm lẫn vấn đề là khi Hoàng Linh đổ màu bài viết của Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi đã có những cái nhận định sai về vấn đề cộng sản và lý tưởng của Bác Hồ. Tại vì lúc đó lý tưởng Bác Hồ là áp dụng nhuần nhuyễn tư tưởng Marxist và thấu triệt triển khai vấn đề là cộng sản, tư tưởng cộng sản để mà sống theo dân tộc cho nó hòa hợp và phát triển lên từng ngày. Cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy một đất nước phát triển nhuần nhuyễn mạnh mẽ và cả thế giới phải dòm ngó Việt Nam, coi Việt Nam như thế nào về kinh tế chính trị cũng như là kinh tế chính trị, y tế, rồi nói chung như vậy, rất là nhiều mặt mà chúng cả thế giới phải ngước nhìn đến ngày hôm nay đã có một Việt Nam như thế. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo cái đoạn phần cuối đối với bài Chủ nghĩa nhân vị và Đảng Cần Lao. Xin mời quý vị và các bạn tiếp theo phần thứ hai và phần kết. Tuy hợp tác với ông Ngô Đình Diệm từ năm 1942 với tư cách một chiến hữu, một cán bộ vào hàng kỳ cựu nhất, nhưng quả thật tôi cũng không nắm vững tiến trình thành lập và phát triển của Đảng Cần Lao. Tôi chỉ biết rằng vào đầu mùa thu năm 1955, nhân kỷ niệm năm thứ nhất ngày chấp chánh của ông Diệm, tôi được tòa đại biểu chính phủ Trung Việt mời ra Huế diễn thuyết tại rạp Morin về đề tài chính sĩ Ngô Đình Diệm với chính nghĩa quốc gia. Và sau đó tôi được ông Ngô Đình Cẩn mời đến nhà Phú Cam để tuyên thệ gia nhập Đảng Cần Lao. Một bàn thờ tổ quốc để làm lễ tuyên thệ được thiết lập tại phòng khách ngôi làng, ngôi nhà chính của anh em ông Diệm. Ngay trước bàn thờ có tượng Chúa Giêsu, có đảng kỳ chân dung ông Diệm, một cây gươm và chiếc lư hương đồng trang trí cho bàn thờ. Về đảng kỳ, tôi không còn nhớ hình dáng, màu sắc, nhưng tôi còn nhớ mãi ba lời thề gồm có: trung thành với tổ quốc, trung thành với lãnh tụ Ngô Đình Diệm và trung thành với Đảng Cần Lao nhân vị. Ông Ngô Đình Cẩn mặc áo lương đen, bịt khăn đóng đứng cạnh bàn thờ đại diện cho lãnh tụ, giơ tay cao chấp nhận lời thề. Trước và sau đó cũng đã có rất đông nhân vật cao cấp trong và ngoài chính quyền tuyên thệ vào đảng tại đây và đều do ông Cẩn đại diện lãnh tụ chấp nhận lời thề. Trong số các sĩ quan vào Đảng Cần Lao tại Huế, nghe nói có tướng Lê Văn Nghiêm, đại tá Tôn Thất Đính, Tôn Thất Xứng, Nguyễn Quynh, Phùng Ngọc Trưng, v.v. Độ vài tháng sau thì chính ông Nhu ra Nha Trang chủ tọa buổi họp thành lập quân ủy Cần Lao trong một trong quân đội, như tôi đã kể trong một chương trước. Tôi lại nghe nói vào cuối năm 1955 thì Trung ương Đảng Cần Lao nhân vị được thành lập do ông Nhu giữ chức tổng bí thư đảng. Ủy viên Trung ương đảng gồm có các ông Trần Trung Dung, Lý Trung Dung, Hà Đức Minh,
Trần Quốc Bửu, Võ Như Nguyện, Lê Văn Đồng. Hai ông Nguyện và Đồng hiện có mặt tại hải ngoại. Vào khoảng đầu năm 1956, một trung tâm nhân vị được thiết lập tại Vĩnh Long, vốn là giáo phận của giám mục Ngô Đình Thục, do chính ông ta và một số linh mục phụ trách quản lý cũng như giảng huấn. Công chức quân nhân phải lần lượt đi thụ huấn lớp nhân vị ở Vĩnh Long này. Vào những năm đầu của chế độ Diệm, khoảng năm 1956 năm 1957, tại miền Nam, đi đâu cũng nghe người ta nói đến thuyết nhân vị như ông Chu Bằng Lĩnh đã kể lại. Chúng ta hẳn chưa quên đã có một thời kỳ vàng son của thuyết nhân vị, thời kỳ vững chãi của chế độ Ngô Đình Diệm. Vào thời kỳ này, nói tới thuyết nhân vị là nói tới một cái mốc chính trị của thời đại, bất kỳ ở đâu cũng nói tới hai chữ nhân vị. Người ta làm như nếu không có hiểu biết thuyết nhân vị thì không chống cộng, cứu nước được. Lại nữa, ở Vĩnh Long, ông giám mục Ngô Đình Thục mở ra một trung tâm huấn luyện cán bộ suốt lượt, từ cấp bộ trưởng trở xuống về nhân vị. Chỉ có những người đã có mảnh bằng nhân vị ở đây ra mới có cảm tưởng là nhân vị của mình từ nay tạm yên ổn với cơ quan mật vụ của chế độ. Rồi những giám đốc, chủ sự nào đã có đi học nhân vị Vĩnh Long về đều lên mặt hãnh diện cả. Ra điều ta đã là cán bộ gạo cội của chế độ rồi. Đúng như ông Chu Bằng Lĩnh đã viết, thuyết nhân vị và Đảng Cần Lao ra đời, được dư luận bàn tán mỉa mai, chỉ trích ồn ào. Một thời gian rồi thuyết chìm dần vào bóng tối quên lãng, không còn ai nhắc nhở đến nữa. Còn Đảng Cần Lao nhân vị thì biến thể để trở thành Đảng Cần Lao Công giáo, gây thống khổ điêu linh cho nhân dân miền Nam và tạo môi trường thuận lợi cho cộng sản bành trướng. Một trong những lý do chính yếu nhất khiến thuyết nhân vị bị chỉ trích mạnh mẽ là tại trung tâm huấn luyện Vĩnh Long, cũng như trong các buổi thuyết trình ở các địa phương, người ta chỉ nghe được các linh mục giảng dạy gần như hoàn toàn về giáo lý Thiên Chúa giáo mà thôi. Các học viên cảm thấy bị chế độ lừa, đem về Vĩnh Long để bị thuyết phục theo Công giáo. Đó là những dấu hiệu công khai đầu tiên của chế độ Diệm trong chính sách kỳ thị tôn giáo và ý đồ công giáo hóa miền Nam Việt Nam sau này. Lý do quan trọng khác khiến cho Đảng Cần Lao nhân vị bị mỉa mai, chỉ trích là vì hầu hết những kẻ gia nhập đảng đều không phải để theo đuổi và sống chết cho một lý tưởng cách mạng, mà chỉ vì muốn cúi mình theo sức mạnh của chế độ để được mau thăng quan tiến, chỉ vì muốn được hưởng những đặc quyền đặc lợi cho chế độ ban bố. Từ đó dư luận mỉa mai Đảng Cần Lao và Đảng Cần Cao Lằng, hay Đảng Cần Lao nhân vị là Đảng Cần Câu nhân vị. Nhưng điều làm cho nhân dân căm thù ức hận chế độ và Đảng Cần Lao hơn cả là chủ trương trà đạp nhân vị người dân một cách có hệ thống của các cấp lãnh đạo chính quyền và các đảng viên Cần Lao. Phê bình thuyết nhân vị của ông Ngô Đình Dị Nhu, giáo sư Buttinger đã viết: cái thuyết giả tạo nhân vị đó không bao giờ trở thành được một chủ nghĩa chính trị chân chính, tự do, nhân bản. Chủ thuyết này chỉ có thể được người ta theo đuổi một cách trung thành nếu giới thanh niên, trí thức và tất cả các đảng phái chống cộng được tham dự tự do và đời sống chính trị của quốc gia. Tuy nhiên, vào những năm đầu của chế độ Diệm, tai họa do Đảng Cần Lao nhân vị gây ra cho dân miền Nam chưa đến độ khủng khiếp và trắng trợn như từ khi Đảng Cần Lao nhân vị biến thể thành Đảng Cần Lao Công giáo. Tôi xin mở dấu ngoặc ở đây để xác định rõ ràng rằng tôi không chủ quan và nhắm mắt tổng quát hóa hiện tượng đó. Nghĩa là tôi không nói đến toàn thể người Công giáo tại miền Nam là Cần Lao Công giáo, bởi vì đã có những rất nhiều người Công giáo tại miền Nam từng xả thân chống đối hoặc đứng ngoài không ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm. Hơn nữa, còn những có nhiều người Công giáo lại là nạn nhân đau thương của chế độ Ngô Đình Diệm là khác. Thật vậy, trước hết đa số những người Công giáo Nam Phận, Nam Kỳ cũ,
Nghĩa dĩ nhiên ngoại trừ một số rất hiếm hoi các linh mục và các giáo dân theo giám mục Ngô Đình Thục đã quyết định không ủng hộ ông Diệm. Việc này chỉnh Chu Bằng Lĩnh trong tác phẩm Cần Lao Nhân Vị Đảng và Jean Lacoste trong tác phẩm Li Việt Nam Enter Dot by Paris năm 1965 đã nói rõ. Thứ hai là một số hàng giáo phẩm và nhân vật chính trị Công giáo Trung Nam Bắc đã thống chống đối hoặc bất hợp tác với chế độ Ngô Đình Diệm và đảng Cần Lao mà tôi biết được, như các đức cha Lê Hữu Từ, đức cha Nguyễn Văn Hiền, các linh mục Quỳnh của Vui Dũng, đó cũng chưa kể các linh mục trong nhóm Đường Sống, các nhân sĩ chính khách tên tuổi như các ông Lê Quang Luật, Trần Văn Lý, Nguyễn Tôn Hoàng, Trần Điền, Trần Trọng Sanh, Trương Văn Huế, Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Mai Ngọc Liệu. Ngay chính giám mục Nguyễn Văn Bình trong suốt thời kỳ cai quản giáo phận Sài Gòn vẫn ở vị thế độc lập, không chạy theo quỳ lụy chế độ. Đó là chưa kể rất nhiều người Công giáo ban đầu theo ông Diệm nhưng rồi phản tỉnh trở thành đối lập với chế độ, mà điển hình là ông Phan Xứng và Nguyễn Thái, cựu tổng giám đốc Việt Tấn Xã. Ông Nguyễn Thái là một nhà trí thức trẻ tuổi đã hoạt động đắc lực cho ông Diệm thời ông Diệm còn ở Mỹ. Ông Thái thuộc dõi dòng dõi họ Nguyễn Hữu Bài, có liên hệ thân tình với anh em ông Diệm, thế mà phải bỏ chế độ ông Diệm lưu vong ra nước ngoài để viết sách phổ biến cùng thế giới lên án chế độ. Hiện ông Nguyễn Thái ở California. Nói tóm lại, chỉ có đại đa số người Công giáo miền Bắc và liên khu tư di cư và người Công giáo miền Trung là theo chế độ Diệm để trở thành Cần Lao Công giáo. Tại sao lại có tình trạng biến thể từ Cần Lao Nhân Vị ra Cần Lao Công giáo? Đó, theo dõi tiến trình hành trình của đảng Cần Lao, ta thấy gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu vào năm 1953 khi ông Ngô Đình Nhu bí mật khai sinh ra đảng Cần Lao Nhân Vị, mà đa số cấp lãnh đạo trung ương đều là những người không Công giáo như các ông Trần Văn Đỗ, Huỳnh Kim Hữu, Trần Chánh Thành. Có lẽ lúc bấy giờ ông Nhu chỉ có ý định thành lập một tổ chức theo công chức các đảng Dân Chủ Xã Hội Thiên Chúa Giáo Âu Châu, nhưng với một chủ trương kết nạp những người không Công giáo vào đảng, vì ông Nhu biết rằng lịch sử Giáo hội Việt Nam và chính Công giáo Việt Nam đã từng bị mang tiếng làm tay sai cho Tây, cũng như biết rằng trong khối Công giáo Việt Nam không có những nhân vật chính trị cách mạng tên tuổi. Một yếu tố khá quan trọng khác nữa là lúc bấy giờ ông Nhu chủ trương lập đảng để ủng hộ cho một Ngô Đình Diệm và sẽ làm thủ tướng dưới chế độ quân chủ đại nghị của Quốc trưởng Bảo Đại mà thôi, chứ chưa hề có ý nghĩ trút phế vua Bảo Đại. Nói cách khác, ông Nhu chỉ nghĩ đến hình thức một đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đấu tranh nghị trường để cầm quyền kiểu Tây Đức với lãnh tụ như Adenauer làm thủ tướng. Giai đoạn 2 kể từ năm 1955 khi ông Diệm đã về chấp chánh và củng cố được quyền lực thì hai ông Nhu cẩn chính thức tổ chức đảng Cần Lao Nhân Vị với chủ trương ấy, lấy những tín đồ Công giáo làm chủ lực nằm cốt, nhưng vẫn tiếp tục thu nạp và san sẻ quyền hành không quan trọng với những người khác tôn giáo để trình bày một bộ mặt chính trị đoàn kết. Dù lúc bấy giờ số mạng của Quốc trưởng Bảo Đại đã được định đoạt và các đảng phái đã bị tiêu diệt, sở dĩ lấy thành phần Công giáo làm chủ lực và vì sao cuộc di cư năm 1954 hầu hết người Công giáo miền Bắc và miền Trung đã là hậu thuẫn vững chắc cho chế độ Diệm rồi. Và sở dĩ chưa quyết liệt Công giáo hóa toàn bộ đảng là vì chế độ còn gặp nhiều khó khăn trong công cuộc kiến thiết quốc gia, còn quần máy chính quyền còn yếu ớt, đòi hỏi sự đóng góp của nhiều trí thức, nhiều chuyên viên, nhất là nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội mà đại đa số là tín đồ của các tôn giáo khác. Giai đoạn 3 bắt đầu vào cuối năm 1957 khi anh em ông Diệm tin tưởng rằng chế độ của họ đã thực sự vững vàng rồi, và họ phải có một chủ lực thuần nhất sắt đá hoàn toàn trung kiên để đi đến việc Công giáo hóa miền Nam là mục đích tối hậu của nhà Ngô
Do đó mà đảng Cần Lao Nhân Vị biến thành đảng Cần Lao Công Giáo, lấy tôn giáo như yếu tố ưu tiên và độc nhất làm cơ sở cho mọi chính sách, nhất là chính sách nhân sự, nên đảng viên gồm toàn là những tu sĩ và giáo dân. Cũng từ đó những đảng viên Cần Lao Nhân Vị không công giáo bắt đầu bỏ đảng, không còn liên hệ gì nữa, như các ông Võ Như Nguyện, Tôn Thất Xứng, Lê Văn Nghiêm và tôi. Những nhân vật từng cộng tác với chế độ Diệm vào thời đó khó khăn lúc đầu như bác sĩ Huỳnh Kim Hữu, Trần Văn Đỗ, Nguyễn Tăng Nguyên cũng xa lánh, rồi chống đối nhà Ngô, bác sĩ Đỗ sau này gia nhập nhóm Caravel ra tuyên ngôn chống đối chính sách độc tài của chế độ Diệm. Phân tích về quá trình ba giai đoạn phong trào của đảng Cần Lao Công Giáo, như đã nói ở trên, ta thấy nổi bật lên hai điểm rất rõ ràng. Thứ nhất là ngay từ đầu, ông Ngô Đình Nhu đã lấy triết lý duy linh của Kitô giáo làm cốt tủy cho chủ đạo và chủ thuyết của đảng, cũng như lấy hình thái tổ chức của một lực lượng chính trị Thiên Chúa giáo Tây Phương làm khuôn mẫu tổ chức. Và bộ phận ngoại vi rõ ràng nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Công giáo trong giai đoạn 1. Điểm thứ hai thuộc về sách lược mà để tiến đến mục đích tối hậu công giáo hóa Việt Nam, con đường duy nhất là nắm chặt và sử dụng quyền chính như một vũ khí truyền giáo ở giai đoạn 3. Thật ra thành lập mà một đảng chính trị với một chủ đạo xuất phát từ một triết lý tôn giáo không có gì là sai lầm và xấu xa. Nếu không muốn nói là một điều nên làm vì tôn giáo nào, ở phần tinh túy nhất của nó cũng tìm cách giải thoát và thăng hoa của con người cả. Nhưng nó chỉ có thể trở nên độc hại ghê gớm khi đảng đó cho tôn giáo của mình ngôi vị độc tôn bằng phương sách đàn áp hủy diệt các tôn giáo khác trên mặt trận nhân văn, và độc tài khống chế sinh hoạt của quốc gia trên mặt trận chính trị. Vì điều đó chỉ làm hủy hoại sinh lực của dân tộc, tiêu hủy khả năng phát triển của quốc gia và kéo tổ quốc ra khỏi đà tiến hóa của thời đại để trở về thời quân chủ độc tài phong kiến mà thôi. Đó là điều Cộng sản Việt Nam đang làm và sẽ thất bại như anh em Diệm, Nhu, Cẩn đã từng thất bại. Đảng Cần Lao Nhân Vị vì tham vọng độc tôn của nó đã biến thành đảng Cần Lao Công Giáo và trao cho một số tổ chức sắc trong hàng giáo phẩm những đặc quyền chính trị siêu chính phủ. Điển hình rõ ràng nhất là trường hợp của giám mục Phạm Ngọc Chi và một số các linh mục khác chỉ nhờ chiếc áo trùng đen bỗng trở thành những vị chúa, lãnh chúa, điều động các đảng viên Cần Lao Công Giáo đem áp bức, khổ nhục trải khắp miền Nam Việt Nam. Và đặc biệt là tại miền Trung và cao nguyên Trung Phận, giám mục Phạm Ngọc Chi là ai? Thời toàn dân kháng Pháp năm 1946-1954, ông là một giám mục đưa tất cả giáo phận Bùi Chu làm công cụ cho quân đội viễn chinh Pháp. Trái hẳn với chủ trương quốc gia của giám mục Lê Hữu Từ ở Phát Diệm, khi quân Pháp rút lui bỏ vùng Nam Bắc Việt, Phạm Ngọc Chi đã dẫn ba linh mục đến Nam Định quỳ xuống trước mặt đại tá Van Nu Xem để xin họ ở lại đừng bỏ đi. Phạm Ngọc Chi tuy theo Tây Phương còn theo tiền nữa nên cũng đã bị cả tướng De Latre, De Tachigin trong Historia số 25 và Bảo Đại trong De Litagon Annam mô tả là Tây làm áp phe nguy chuyên nghiệp. Khi mới di cư vào Nam, Phạm Ngọc Chi mưu đồ thành lập tập đoàn công nhân, một đảng chính trị gồm toàn người công giáo, nhưng bị anh em ông Diệm trong chủ trương độc đảng bắt buộc tập đoàn công dân phải giải tán, nên từ đó giám mục Phạm Ngọc Chi gia nhập đảng Cần Lao và được ông Ngô Đình Cẩn cho đứng chung làm đồng chủ tịch. Phạm Ngọc Chi đã từng đi Mỹ tuyên truyền cho đảng Cần Lao Công Giáo và được giới thiệu giờ và được giới Thiên Chúa giáo Mỹ giúp đỡ tiền bạc rất nhiều, và cũng chính giám mục Phan Ngọc Chi đã vận động thành lập tòa lãnh sự Mỹ tại Huế. Sau khi chế độ Diệm bị lật đổ, ngôi sao Phạm Ngọc Chi bị lu mờ một thời gian, nhưng rồi cũng trở lại với địa vị lãnh chúa dưới chế độ Nguyễn Văn Thiệu, như William Leder đã mô tả trong Our One What Enemy vào những năm vàng son của chế độ Diệm. Tuy nhân dân đã sống dưới chế độ hà khắc độc tài rồi,
Nhưng từ khi đảng Cần Lao Nhân Vị biến thành đảng Cần Lao Công Giáo thì dân miền Nam mới thật sự sống trong cảnh địa ngục trần gian như ông Lê Quân, một giáo sư đại học Huế đã viết. Xây dựng một chủ thuyết chính trị để chống cộng không phải là một điều sai trái, lại nó là một điều cần thiết nữa là đằng khác. Tuy nhiên vấn đề là chủ thuyết đó phải được đặt trên căn bản nào. Một chủ thuyết không đặt trên tinh thần dân tộc mà lại khống chế tinh thần quốc gia và đời sống chính trị của con người như thế thì chỉ tạo nên một giấc mộng hải hùng. Chứ đừng nói đến việc chống cộng là giấc mộng hải hùng, vì đảng Cần Lao cũng như tất cả các tổ chức chìm khác của anh em ông Diệm đều biến thành những tổ chức khống chế và kiểm soát nhân dân theo kiểu cộng sản như Stalin Canao đã nói. Là giấc mộng hải hùng vì nơi nào có ảnh hưởng của Cần Lao thì ở đó tinh thần của quân đội và nhân dân bị suy sụp và khả năng bị tiêu tan. Là giấc mộng hải hùng vì lời thề sắt đá của đảng viên Cần Lao Công Giáo khác hẳn với lời thề của đảng viên Cần Lao Nhân Vị tiêu diệt cộng sản vô thần, tiêu diệt các đảng phái quốc gia phản loạn, tiêu diệt Phật giáo ma quỷ để làm sáng danh Chúa và để ủng hộ lãnh tụ Ngô Đình Diệm. Trong 89 năm trời ngự trị trên đất nước quê hương, chế độ Ngô Đình Diệm và đảng Cần Lao Công Giáo đã đưa ra nhiều chính sách hà khắc, nhiều biện pháp mà thất nhân tâm mà nhiều tài liệu đã đề cập đến rồi. Ở đây tôi xin đề cập một phần chính sách công giáo hóa bộ máy chính quyền song song với sách lược công giáo hóa nhân dân. Tôi sẽ đề cập thêm chính sách công giáo hóa miền Nam trong chương thứ 15 biến cố Phật giáo năm 1963. Khi mới đến cầm chính quyền, vì còn gặp nhiều khó khăn chống đối, vì còn bỡ ngỡ trước tình thế phức tạp của đất nước, anh em ông Diệm còn sử dụng nhân sự không công giáo trong các cơ cấu chính quyền và quân đội. Nhưng dần dần khi chế độ đã vững vàng, họ mới bắt đầu đặt những người công giáo vào thế chỗ những người của tôn giáo khác, bắt đầu từ những cơ quan quan trọng trước. Ví dụ như trong lực lượng đặc biệt, họ đặt các sĩ quan Lê Quang Trung, Tung, Lê Quang Triều, Trần Hữu Kính. Trong công an, họ lại đặt phụ tá là Dương Văn Hiếu và Nguyễn Văn Hay dưới quyền đại tá Nguyễn Văn Y. Chính Dương Văn Hiếu mới là nhân vật cốt cán trong ngành công an, vì y phụ trách công tác đặc biệt, nghĩa là phụ trách việc tình báo, phản gián, bắt người, giết người, tiêu diệt đối lập. Trong Bộ Quốc phòng thì có cháu rể là ông Trần Trung Dung và Tổng Giám đốc Nha Hành Ngân. Kế Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Đình Cẩn, bí thư Cần Lao ở Sài Gòn. Để phụ trách làm kinh tài cho nhà Ngô, nha nhân viên thì họ đặt Trung tá Kỳ Quang Liêm thay Đại tá Đinh Xuân Thung. Trong Quốc hội thì Chủ tịch luôn luôn là một nhân vật công giáo, đa số dân biểu đều là người công giáo. Đứng đầu tổ chức kinh tài Trung ương là dân biểu Nguyễn Cao Thăng, người công giáo Phú Cam, đặc trách về ngành thuốc OBV, thao túng việc xuất nhập mà cảng thuốc Tây. Ngành nhân vệ thì do Trung tá Trần Thách Chiêu chỉ huy, một người công giáo Quảng Nam đã phạm lỗi lầm chiến thuật, khiến cho sư đoàn 13 bị Việt Cộng đánh cho thảm bại tại Tây Ninh. Cho đến đầu năm 1963, tất cả tỉnh trưởng, thị trưởng miền Trung và miền Cao Nguyên đều nằm trong tay người công giáo Bắc và Trung. Trừ thị trưởng Đà Lạt là ông Trần Văn Phước, tỉnh trưởng Thừa Thiên là ông Nguyễn Văn Đẳng và tỉnh trưởng Phú Yên là thiếu tá Dương Thái Đồng. Thiếu tá Dương Thái Đồng hiện ở Mỹ do chính tôi đề cử với Tổng thống Diệm. Đồng là một sĩ quan ưu tú có trình độ văn hóa cao, xuất thân từ trường võ bị và đã từng tu nghiệp tại Mỹ. Đồng có kinh nghiệm chiến đấu đa phương tiện, đa diện lại tại chiến trường Bắc Việt trước năm 1954 và từng chỉ huy các đơn vị và pháo binh chiến đấu ở miền Nam. Khi Đồng đi nhận chức tỉnh trưởng công an, ông ta cũng đã có nhà ý đến chào tôi. Tôi khuyên Đồng phải giữ đúng phong cách cần kiệm liêm chính của một vị tỉnh trưởng. Tôi cho Đồng biết ở Phú Yên có hai thế lực rất mạnh. Một thế lực nổi của chính quyền là nhóm Cần Lao do linh mục Tô Đình Sơn lãnh đạo làm mưa làm gió ở tỉnh này.
và một lực lượng bí mật đối lập với chính quyền và lực lượng Đại Việt của cụ Trương Bội Hoàng. Thế mà chỉ mới nhận chức độ vài tháng, chưa phạm lỗi lầm gì, Đồng đã bị nhóm Cần Lao Tô Định Sơn vận động với Tổng thống Diệm và Ngô Đình Cẩn hạ tầng công tác thuyên chuyển đi nơi khác. Thay thế Đồng là Trung tá Nguyễn Hoài. Kinh nghiệm của Hoài là trưởng phòng tài chính do nha tổng giám đốc bảo an. Hoài chưa hề tác chiến và chỉ có bằng tiểu học, nhưng vì Hoài là người Công giáo, có em làm linh mục tên là nên được Cần Lao nâng đỡ về chức tỉnh trưởng Thừa Thiên và thị trưởng thành phố Huế. Đã có lần ông Diệm bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Cẩn từ chức vụ giữ chức vụ quan trọng đó. Thừa Thiên Huế là thủ đô văn hóa của miền Trung, có nhiều nhân sĩ trí thức. Khoa Bảng lại là nơi mà dân số có hơn 90% theo Phật giáo. Ông Cẩn lại là người Công giáo, nguyên chỉ là một thư ký tòa sứ thời Pháp thuộc, cho nên đã phạm một số lỗi lầm, bị dân chúng Huế bắt hợp tác. Do đó mà chính quyền đành phải thay thế ông Nguyễn Đình Cẩn bằng một tỉnh trưởng theo đạo Phật là ông Nguyễn Văn Đẳng. Và vì tỉnh trưởng là người theo đạo Phật, cho nên nhà Ngô mới đặt một phó tỉnh trưởng Nội An là Đặng Sĩ, người đã có thành tích chống phá Phật giáo hung hãn tại Quảng Trị. Lúc y còn làm trung đoàn trưởng ở sư đoàn 1 dưới quyền đại tá Tôn Thất Xứng, hiện ở Canada. Biến cố Phật giáo tháng 5 năm 1963 xảy ra. Thiếu tá Nguyễn Mâu, người Công giáo quê tỉnh Khánh Hòa, được Tổng thống cử thay thế tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đặng để đàn áp Phật giáo. Nói tóm lại, cho đến năm 1963, trừ thị trưởng Đà Lạt là người theo Phật giáo, tất cả tỉnh thị trưởng tại miền Trung và Cao Nguyên đều là các tín đồ Công giáo. Tại Nam Phần, vì sự hiện diện phức tạp của nhiều tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo Nguyên Thủy và đời sống tín ngưỡng có mức độ nồng nàn sôi nổi một cách thần bí của những đạo Dừa, đạo Khăn Trắng, Bà Chúa, Ông Đồng, cho nên chính quyền Ngô Đình Diệm còn dè dặt trong chính sách công giáo hóa bộ máy cai trị. Tuy nhiên, ông Diệm cũng đã bổ nhiệm một số tỉnh trưởng Công giáo ở những tỉnh như Gia Định, Bình Tuy, Định Tường, Phước Long, Long Khánh, Kiến Hòa, Phước Thành, Vĩnh Long, v.v. Tại đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, vì đã có ông Diệm và bộ máy Cần Lao Công giáo Trung ương ở đó, nên không gấp gáp có một đô trưởng Công giáo. Tuy nhiên, đa số những quận trưởng cảnh sát đều là người Công giáo, và vị phó đô trưởng kiêm thủ lãnh thanh niên Cộng Hòa đô thành là Trung tá Nguyễn Văn Phước, thì không những là một tín đồ Công giáo ngoan đạo mà còn sinh đẻ tại Thừa Thiên. Về phía quân đội thì khi ông Diệm mới chấp chánh, chỉ có một mình tướng Trần Văn Minh là người Công giáo, ngay cả số sĩ quan cấp tá theo Công giáo cũng như Lã Mùa Thu. Cho nên anh em ông Diệm đã phải thăng cấp bằng thật mau và đặt những chức vụ quan trọng vào tay những sĩ quan Công giáo như tướng Huỳnh Văn Cao, các sĩ quan cấp tá như Nguyễn Bảo Trị, Lâm Văn Phát, Trần Thanh Chiêu, Bùi Đình Đạm, Trần Văn Trung, Trần Ngọc Hiến, Nguyễn Văn Châu, Kỳ Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Khôi, Lê Quang Trọng, Nguyễn Thế Như, Huỳnh Công Tịnh, Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Du, v.v. Những sĩ quan được đặt trách cách thăng trưởng mau nhất trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa là mau nhất là tướng Huỳnh Văn Cao và Lê Quang Tung. Tướng Nguyễn Khánh, thời làm tham mưu trưởng, đã có lần đề nghị cất chức tư lệnh quân đoàn 4 của tướng Huỳnh Văn Cao vì lý do thiếu khả năng, nhưng không được vì anh em ông Diệm hết sức tín nhiệm và che chở cho ông Huỳnh Văn Cao. Theo tôi biết thì anh em ông Diệm muốn thổi Huỳnh Văn Cao lên thật mau để trong tương lai Cao nắm chức tổng tham mưu trưởng quân đội thay thế tướng Lê Văn Tị. Họ đã dám đưa những sĩ quan bất tài suốt thời gian tại ngũ, chưa từng chỉ huy đơn vị tiểu đoàn để giữ chức vụ sư đoàn trưởng, như trường hợp Trần Thanh Chiêu và Bùi Đình Đạm chẳng hạn,
thì việc đưa ông Huỳnh Văn Cao giữ chức tổng tham mưu trưởng quân lực là việc không thể không xảy ra. Chưa kể những yếu tố khác, chỉ với chính sách công giáo hóa quân đội mà thôi đã gây bất mãn cho hàng ngũ sĩ quan. Cho nên những binh biến do chính quân nhân tổ chức đã liên tiếp xảy ra từ năm 1960 đến năm 1963. Dựa vào thiểu số 10% công giáo để thao túng và áp bức đại khối dân tộc từ căn bản đã là một sai lầm trầm trọng, đã là một chính sách bất nhân tâm. Không khác gì cộng sản ngày xưa, ngày nay dựa vào 1 triệu đảng viên để thống trị hơn 50 triệu dân Việt Nam. Xin thưa quý vị và các bạn là bác này nói dựa vào 1 triệu đảng viên để thống trị hơn 50 triệu dân Việt Nam, chắc là thời điểm năm 90 mấy, thời điểm khoảng năm 86, 87 thì khoảng 50 triệu dân là đúng. Thì lúc đó mình mới 67 tuổi. Không biết có sự thật thực tế hay không, mong các bạn phản hồi. Có khác gì thời thực dân chỉ có 57 ông Tây mà cai trị toàn dân cả tỉnh, huống gì cái thiểu số đó lại là thiểu số nặng đầu óc phê phái hẹp hòi, giáo điều và mang rất nhiều mặc cảm tội lỗi. Cái tội lỗi lịch sử đã theo Tây phản dân hại nước khiến cho các nhà cách mạng phải kêu gọi toàn dân rằng: sự đấu tranh thực tiễn của nòi giống trên lịch sử mấy chục năm trời có chứng cơ sắc báo, phải tỏ rõ cho chúng ta người sao biết cái gian nan khốn khổ nhọc nhằn sỉ nhục thảm họa của sự vật lộn sống còn trong chung trong một sự một lúc tự động tổng động tổng động viên của toàn dân phản Pháp xâm lược và phản Gia Tô, phản Việt gian trên tất cả cái nhộn nhịp cảm động uất ức của toàn dân vi binh, toàn địa vi phòng, toàn tài vi dụng. Rõ ràng như thế nhưng ngoan cố không chịu chấp nhận và hối cải. Thì cái câu này là nó như thế này: uất ức của toàn dân vi binh là toàn dân uất ức vì binh lính, toàn địa vi phòng là thuộc địa là phải đề phòng, toàn tài vi dụng là những người không có tài mà toàn lại sử dụng, bất tài vô dụng mà lại đem đi sử dụng thì nó sẽ nguy hại. Rõ ràng như thế nhưng con ngoan cố không chịu chấp nhận và hối cải. Cái thiểu số đó đã trút tất cả những ẩn ức tâm lý trên sinh mạng đồng bào bằng thái độ bệnh hoạn qua các chính sách áp bức tập tài. Vì thế suốt 9 năm, 9-10 năm nhà Ngô và đảng Cần Lao ngự trị tại miền Nam, ngoại trừ một thiểu số thống trị với tất cả đặc quyền đặc lợi, còn thì thân nhân dân đã phải sống khổ nhục sợ hãi, không khác gì nhân dân miền Bắc đã phải sống dưới chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh. Nhân dân miền Bắc có khổ sở vì chế độ cộng sản của Hồ Chí Minh không ta? Mong các bạn phản hồi. Có lẽ bác này nói câu này hơi quá đáng. Theo như mình nghĩ, cái cụ này viết câu này, viết những bài này thì đồng ý, thì mình nói khi mình nói xử thì phải nói cho chính xác hết, chính đáng hết. Nhưng mà nếu mà miền Bắc mà khổ, sợ hãi, khổ nhục vì cụ Hồ thì dân không bao giờ ủng hộ cụ Hồ mà được thống nhất đất nước. Đây cũng là một cái kẽ hở để cho bọn bên kia chiến tuyến, bên kia nửa vòng trái đất, để lợi dụng những cái câu như thế này, những bài như thế này để mà cố tình xuyên tạc. Xin các bạn khi nghe nên cân nhắc và giải thích rõ ràng để không bị hiểu nhầm và không bị là dính vô trong cái vòng gọi là phản động. Đầu năm 1971, trước cuộc hồi sinh của những phần tử Cần Lao để lũng đoạn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, ông Chu Bằng Lĩnh viết tác phẩm Đảng Cần Lao để lên án chế độ Diệm. Ông Chu Bằng Lĩnh là ký giả kỳ cựu người Bắc di cư, là một nhà văn, nhà báo, từng theo dõi hoạt động chính trị, nắm vững tình hình Việt Nam ngay từ thời Pháp thuộc, lúc ông Diệm mới về nước cầm quyền. Phần vì được trang bị tinh thần chống cộng,
phần vì tưởng lầm ông Diệm là người chân thành yêu nước, nên ông đã cùng với một nhóm nhà văn, nhà báo tên tuổi như Tam Lan, Hiếu Chân, Như Phong, Vũ Khắc Khoan thành lập nhóm tự do để ủng hộ cho ông Diệm, và đã liên hệ khá chặt chẽ với bác sĩ Trần Kim Tuyến. Không ngờ càng ngày chế độ Diệm và Đảng Cần Lao càng đi sâu vào con đường tội lỗi, để đến nỗi ngay cả những nhân vật trong nhóm tự do kẻ thì xa lánh chế độ, kẻ thì bị bắt giam. Chúng ta hãy nghe một lời oán trách Cần Lao của nhà văn Chu Bằng Lĩnh. Một giai đoạn đẫm máu tiếp theo đó, nhân danh Cần Lao, biết bao vụ trả thù, trả oán đã được thực hiện. Bao nhiêu sinh mạng người dân vô tội đã bị chết oan và thảm khốc. Và sau một năm trời triệt để tiêu diệt phản loạn đảng phái quốc gia, các cán bộ lãnh đạo miền Trung lại báo cáo lên ông Cẩn, bọn phản loạn đã rút vào ẩn nấp hết, xin chỉ thị hành động. Và chỉ thị của Cẩn được ban xuống từ trên chiếc sập cụ to lớn trước cây trầu đang nhai lẻm bẻm: tiêu diệt cho hết bọn ma quỷ. Ngôi đình Cẩn ám chỉ bọn ma quỷ là người theo đạo Phật. Và giai đoạn đổ máu lại được tiếp diễn, lần này thảm khốc và ác liệt gấp chục lần trước. Lần này những vụ tàn sát tập thể đã xảy ra, nhân danh Cần Lao diệt trừ cộng sản nằm vùng. Mối thâm thù máu lệ giữa một số đảng phái quốc gia và tôn giáo miền Trung với chế độ nhà Ngô khởi sự từ đó. Trong lúc Cẩn vẫn ngồi chiếm chệ trên chiếc sập gù nhai trầu và ra lệnh cho nhóm tay chân, thì dân miền Trung cũng đã ý thức được rõ rệt thế nào là đảng Cần Lao và ai thực sự lãnh đạo tất cả các cuộc tàn sát khủng khiếp nhân danh ông Cậu và nhân danh chống cộng. Gieo gió ắt gặp bão, các vụ tàn sát hồi Tết Mậu Thân vừa qua cũng chỉ là sự trả quả của cuộc tàn sát nhân danh Cần Lao trước đây. Ngồi tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu em mình đã nhân danh Cần Lao mà nhúng tay vào máu khủng khiếp đến thế. Cái giấc mộng hải hùng do đảng Cần Lao Công Giáo của chế độ Ngô Đình Diệm gây ra không chỉ làm khiếp những người lương dân khi đất nước chưa rơi vào tay Cộng sản Hà Nội, mà 20 năm sau vẫn còn theo đuổi, ám chỉ mãi những người lưu vong nơi xứ người sau năm 1975. Biết bao nhiêu người đã viết về thảm họa dân tộc dưới chế độ Diệm. Ở đây tôi xin nhắc lại một giai đoạn bàn án kết tội chế độ Ngô Đình Diệm của chiến sĩ cách mạng miền Trung là ông Lê Nguyên Long, một chứng nhân của thời đại. Trong suốt 9 năm ông Diệm cầm quyền, thời gian đó ở nông thôn, cơ quan nào cũng có thể bắt người. Công an bắt người, xã trưởng bắt người, quận trưởng bắt người, an ninh quân đội bắt người, và cả phong trào cách mạng quốc gia ra đời từ nhà Ngô cũng bắt người rồi giao cho ông công an trừng trị. Nhưng ghê gớm nhất là đoàn mật vụ miền Trung do Ngô Đình Cẩn đỡ đầu, đó là đoàn hung thần toàn quyền sinh sát, đoàn có quyền đi khắp nơi, đến đâu địa phương phải tiếp rước chu đáo. Đoàn cần bắt ai thì giao cho công an đi bắt, bất kỳ đêm ngày. Nếu nạn nhân bị tra tấn chết thì quận trưởng và công an phải lập biên bản hợp thức hóa sự chết. Và bị bắt không cần phải có chứng cứ, chỉ cần bị nghi chống chính phủ là bị bắt. Tại Long Beach, California có đồng hương từ ngày vào đất Mỹ đến nay vẫn nằm bẹp ở nhà vì bệnh cũ tái phát, hậu quả của sự tra tấn tàn độc của mật vụ Diệm. Cộng sản độc quyền ái quốc, ai khác mình là phản động. Việt gian thì ông Diệm cũng độc quyền chống cộng, ai khác mình là cộng sản phải giết. Đã biết bao người chống cộng đã từng bị cộng sản giam cầm, đến khi ông Diệm cầm quyền thì hồ sơ của họ lại trở thành là những người hoạt động cho cộng sản. Biết bao đảng viên Quốc dân đảng, Đại Việt, Duy Tân, Duy Dân, một sớm một chiều hồ sơ của họ biến thành cộng sản, di hại cho tới mãi sau khi ông Diệm đổ. Cộng sản có chủ thuyết Marxist, giai cấp đấu tranh thì ông Diệm cũng ráng nặng ra các chủ thuyết nhân vị, nhưng hoàn toàn vô vị. Vô vị vì ngoài tay chân ông Diệm ra, toàn dân có ai để ý
hoặc tìm hiểu thuyết nhân vị là gì đâu. Có thể nói rằng, trừ chế độ Cộng sản ra, chưa có một chế độ quốc gia nào ở Việt Nam đàn áp thủ tiêu, ám sát bắt cóc, tra tấn, cầm tù hàng vạn người quốc gia cũng như tu sĩ, các tôn giáo như thời ông Diệm. Các bạn nên chú ý đoạn như thế này. Mình đọc lại đoạn này để quý vị có thể biết được là những cái người ngày xưa khi chưa hiểu, chưa biết đường lối của Bác đi như thế nào thì rất hay gọi là phán đoán và xuyên tạc. Có thể nói rằng trừ chế độ Cộng sản ra, có nghĩa là chưa có một chế độ quốc gia nào ở Việt Nam đàn áp, thủ tiêu, ám sát, bắt cóc, tra tấn, cầm tù hàng vạn người quốc gia cũng như tu sĩ, các tôn giáo như thời Diệm. Trừ Cộng sản ra, chưa có chế độ nào thẳng tay đàn áp đối với đối lập để củng cố địa vị như chế độ ông Diệm. Có nghĩa là ông này nói rằng là thời đó thì chế độ Cộng sản và chế độ Ngô Đình Diệm, Đảng Cần Lao này, nó cũng ác ngang ngửa giống như nhau. Nếu ác thì các bạn chắc không sống được tới ngày hôm nay, và đất nước chúng ta cũng không phát triển đến được ngày hôm nay. Và nhìn lại đi, 46 năm 46 năm phát triển của đất nước Việt Nam, và cho đất nước phương Tây, châu Âu là phát triển trước cả trăm năm, hơn trăm năm, thì bây giờ ra sao? Người ta càng phát triển, họ đi càng tụt lùi. Đó là gọi là tốt hay sao? Mình à, theo như mình suy nghĩ, ai mà nói chế độ Cộng sản hiện nay ở Việt Nam thì đó là một đường lối rất là ngu xuẩn và thiếu hiểu biết. Nói ngắn gọn, nói tròn, nói vuông như thế thôi. Chưa có một chế độ nào phản dân chủ và khinh thị, lợi dụng nhân dân làm cái vung sung để chế độ Diệm. Tất cả những ai chỉ ở thủ đô hoặc các thành phố lớn khó lòng thấy rõ chính sách gian ác, hành động bất nhân, phản hại nước của chế độ Diệm mà phải quan sát ở các quận, tỉnh, nông thôn 90% lãnh thổ toàn quốc mới thấy rõ tội ác tay chân nhà Ngô mà một thời đã có người nói Trúc Nam Sơn không thể chép hết tội, nước muôn sông không thể rửa hết nhơ. Khai sinh, nuôi dưỡng và thúc đẩy một lớp người nhắm mắt chạy theo quyền uy và con đường tội lỗi qua Đảng Cần Lao vẫn chưa phải là cái tội lớn nhất của chế độ Diệm. Cái tội lớn nhất là đã vì sự độc tôn, độc tài, kiêu ngạo của mình mà làm suy nhược và di hại sinh lực của dân tộc. Một sinh lực đã được thử thách và trui luyện từ bao nhiêu thế hệ của tiền nhân, một sinh lực tối cần thiết cho giai đoạn trực diện với kẻ thù Cộng sản. Đây. Thì ông thì bên Việt Nam Cộng Hòa, bên Đảng Cần Lao, cho nên ông nhìn Cộng sản thời đó giống như một kẻ thù. Theo mình nhìn cấp độ về một người viết sử, viết hồi ký như ông này, thì đó cũng là một bài học để chúng ta nhìn nhận lại lịch sử, chứ không có suy nghĩ xuyên tạc. Không nên có những suy nghĩ xuyên tạc và tự diễn biến và tha hóa theo. Sinh lực dân tộc bị chấn động nguy hiểm nhất qua hai chính sách quyết liệt của chế độ Ngô Đình Diệm là gây mâu thuẫn tôn giáo và tiêu diệt các đảng phái quốc gia, mà biểu hiện rõ ràng nhất là hậu quả sai lầm của chế độ Diệm là một mà sau tướng tá lên nắm quyền chính trị, các tôn giáo thì sát phạt nhau. Gây mâu thuẫn tôn giáo là phá hoại cái sức mạnh dung để hóa, hóa để hòa. Vốn là sức mạnh truyền thống đã giúp dân tộc vượt thắng mọi cuộc xâm lăng văn hóa và nhân văn của các đế quốc. Tiêu diệt các đảng phái quốc gia là phá hoại quyết tâm, đề kháng và tiềm lực đấu tranh của các lực lượng dân tộc yêu nước không cộng sản. Cho nên, vì nắm lấy độc quyền tôn giáo và độc quyền chính trị, nhà Ngô khi nằm xuống đã để lại một hậu quả lâu dài và sâu sắc. Hậu quả đã làm cho miền Nam kiệt quệ ý chí và sức mạnh để đương đầu với Cộng sản. Tưởng đương đầu với Tây, với Tàu, với Pháp, với Mỹ như thế nào, đương đầu với Cộng sản bỏ tay. Sau chế độ độc tài Ngô Đình Diệm là chế độ quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu, một chế độ Diệm không Diệm
vì cũng lại là cho một số cần lao công giáo cũng len lỏi tránh né để ẩn náu trong chính quyền và khuếch loát sức mạnh quốc gia. Miền Nam thua Cộng sản năm 1975 cũng chỉ là kết quả tất yếu cuối cùng của một chuỗi hệ quả dây chuyền, mà đầu mối tác hại của sự bành hình thành này của một tổ chức ma quái tên là Cần Lao Nhân Vị. Nhìn lại lịch sử với nhiều tiếc nuối và ân hận, ta thấy rằng nếu anh em ông Diệm chủ trương hòa đồng mọi tôn giáo và hợp tác với đảng phái, thực hiện một cuộc đại đoàn kết quốc gia như thời nhà Trần, thì chắc chắn quân Cộng sản Bắc Việt đã phải chịu số phận như quân Mông Cổ xưa kia rồi. Cho nên trong sự tiếc nuối và ân hận đó, tôi muốn khơi lại một ít sự kiện lịch sử về số phận các đảng từ có công với quê hương dân tộc và bị anh em ông Diệm tiêu diệt. Từ trước khi anh em ông Diệm nắm chính quyền vào năm 1954, chúng ta đã có những đảng cách mạng như Việt Nam Quốc dân Đảng của anh hùng Nguyễn Thái Học, Đại Việt Quốc dân Đảng của nhà cách mạng Trương Tử Anh, Đại Việt Duy Tân Đảng của thiên tài triết học Lý Đông A, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Việt Nam Phục Quốc Đảng của Cao Đài được lãnh đạo bởi các chiến sĩ Phạm Công Tắc, Nguyễn Văn Sâm và Trần Quang Vinh, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của chiến sĩ Nguyễn Hải Thần, Đại Việt Quốc xã Đảng của lãnh tụ Nguyễn Xuân Tiếu, Đại Việt Dân Chủ Dân Chính của Quang Hào Nhất Linh Nguyễn Trường Tam. Và trong khi anh em ông Diệm còn làm quan, làm công chức cho chế độ bảo hộ Pháp, cho Nam Triều mục nát để vinh thân vì phì gia, thì các đảng cách mạng nói trên đã anh dũng xả thân chiến đấu chống thực dân xâm lăng từ năm 1945 đến năm 1946. Khi anh em ông Diệm ẩn náu trốn tránh ở Sài Gòn, Huế, Đà Lạt và Vĩnh Long trong những vùng an ninh do quân đội Pháp chiếm đóng, hoặc từ năm 1950 khi anh em ông Diệm đi ra nước ngoài cầu cạnh ngoại bang ủng hộ cho về nước cầm chính quyền, thì các đảng cách mạng nói trên lại phải đương đầu thêm với một kẻ thù nữa là Cộng sản. Biết bao nhiêu chiến sĩ của các đảng cách mạng đó đã bị Cộng sản tiêu diệt, đã hy sinh cho chính nghĩa dân tộc. Lãnh tụ Lý Đông A đã hy sinh khi còn cầm quân chống tài Việt Minh tại Hòa Bình, Bắc Việt. Lãnh tụ Trương Tử Anh bị Việt Minh sát hại ngay tại Hà Nội. Lãnh tụ Huỳnh Phú Sổ bị lừa giết ngay tại miền Tây Nam Phật. Lãnh tụ Nguyễn Văn Sâm bị thủ tiêu ngay tại Tây Ninh. Các lãnh tụ Nguyễn Trường Tam, Vũ Hồng Khanh của Việt Quốc, cụ Nguyễn Hải Thần, ông Tạ Nguyên Minh của Việt Cách và nhiều đồng chí của họ đã phải lưu vong qua Tàu tìm phương thế phục quốc. Thế mà khi có quyền lực trong tay, anh em ông Diệm không nghĩ đến lòng yêu nước, quyết tâm hy sinh sự nghiệp đấu tranh cao cả của những nhà ái quốc đó, mà lại đan tâm đàn áp, củng cố, giam cầm, sát hại những đồng chí đảng viên của họ, đan tâm tiêu diệt những tổ chức đang nối tiếp sự nghiệp cách mạng to lớn của tiền nhân. Vì mù quáng và hẹp hòi, chỉ cho tập đoàn của mình là lực lượng chống cộng duy nhất, chế độ Diệm đã tiêu diệt các đảng phái. Vì độc tài và độc tôn, không muốn san sẻ quyền làm chủ đất nước với bất cứ một ai, chế độ Diệm đã tiêu diệt đảng phái vì chỉ biết nương tựa vào ngoại bang và không thèm đếm xỉa đến sức mạnh siêu việt của nhân dân. Chế độ Diệm đã tiêu diệt các đảng phái và cuối cùng, vì không nắm vững truyền thống dựng nước và quy luật giữ nước của cha ông, chế độ Diệm đã tiêu diệt các đảng phái vì không nhân nghĩa và thiếu cả liêm sĩ. Anh em ông Diệm quên mất cái thời họ đã phải nương nhờ và vay mượn uy thế của các đảng phái để gây nên tên tuổi cho mình như năm 1946 tại hội nghị đoàn kết ở Sài Gòn. Anh em ông Diệm cũng quên mất công lao của anh em Việt Quốc, tiêu biểu bởi các ông Nguyễn Chữ, Phạm Đình Nghị, Lê Trung Chi tại Huế và Nam Ngãi, đã chia sẻ gian lao với họ trong lúc còn gặp chống đối khó khăn vào những năm 1954, năm 1955, đau ốm khổ sở trong tay Việt Minh lúc bị giam cầm tại vùng núi rừng Việt Bắc. Họ lấy lý do một số giáo phái và đảng phái đã chống đối họ để tiêu diệt
những đoàn thể đó. Vậy thử hỏi đảng Duy Dân, đảng Việt Cách và nhiều đoàn thể khác đã phạm phải những lỗi lầm gì mà nhà Ngô cũng giam cầm các lãnh tụ và cán bộ của đảng Duy Dân? Hỏi ai là người quốc gia yêu nước chống cộng mà không đau lòng khi thấy các ông Phạm Thành Giang, Hà Thế Duyệt, Tạ Chí Diệp, Tô Văn và vô số đảng viên quốc gia bị nhà Ngô bắt giam chung tại trại cải tạo Tam Hiệp, Biên Hòa, cùng khám với cán bộ cộng sản vào năm 1956, mà lại còn bị cán bộ cần lao dốt nát giáo dục chính trị. Hai ông Duyệt và Tô Văn hiện sống ở Mỹ. Nếu gọi hành động nói lên nguyện vọng đích thực của quần chúng là chống đối, nếu gọi phê phán các chính sách sai lầm của chính phủ là chống đối, nếu gọi là đòi hỏi chính quyền sinh hoạt tự do và dân chủ là chống đối, nếu gọi chủ trương một mà sách lược chống cộng không giống với sách lược của chính phủ gọi là chống đối, nếu gọi lời kêu gọi một cuộc cách mạng xã hội để tránh bất công và trong sạch hóa khi hoặc quốc gia, trong sạch hóa sinh hoạt quốc gia là chống đối, thì chế độ đã mất hết đạo đức chính trị cũng như chức năng quản trị và quốc gia đã đến hồi mạt vặn rồi. Tuy quái đản nhưng có thật, miền Nam trong 9 năm cai trị của chế độ Ngô Đình Diệm đã gọi những hoạt động chính đáng và khẩn thiết đó là chống đối, cho nên quốc gia mới suy vi. Và nhân dân nói riêng, các đảng phái nói chung chỉ còn 4 chọn lựa: hoặc không sáng suốt thì bị đẩy về kẻ thù cộng sản, hoặc thiếu kiên trì thì ngậm đắng nuốt cay tê liệt theo chính quyền, hoặc giàu quyết tâm thì âm thầm chống đối, hoặc không dằn được phẫn uất thì tự hủy. Ngày 7 tháng 7 năm 1963, Văn Hào mà cũng là chiến sĩ cách mạng nhắc Linh Nguyện, Nguyễn Trường Tam uống thuốc độc tự vẫn để phản đối chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Trước khi tự hủy, ông không quên gửi lại lời trăn trối đầy báo lệ với quốc dân đồng bào: đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Việc đem các đảng phái quốc gia xử trị là việc làm mất nước vào tay cộng sản. Tôi tự hủy mình cũng như Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu là để cảnh báo những ai chà đạp mọi thứ tự do. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một lãnh tụ của đảng Đại Việt cũ, trong một cuộc phỏng vấn của báo Người Việt về nguyên nhân gây nên sự sụp đổ làm Bắc Việt Nam, đã trả lời vì Ngô Đình Diệm đã tiêu diệt hết các lực lượng đảng phái và giáo phái. Hai nhận định trên đây, một được bùng lên trong thực tế sôi bỏng và khẩn thiết của người đã xả thân đấu tranh và ngay trước giờ phút trang trọng quyết liệt để chấm dứt đời mình, một được thăng hoa qua những thăng trầm chính trị dài dặn của gần 20 năm sau mà bây giờ đang suy ngẫm về thân phận bắt nước để đấu tranh phục quốc. Cả hai tuy một dự phóng về tương lai là một thì suy nghiệm về quá khứ, điều đó lên một sự thật, và cả hai điều biến sự thật đó thành ra một quy luật. Chính xác là chính chủ trương độc tài, độc đảng, tiêu diệt tôn giáo và đảng phái quốc gia của anh em ông Diệm và của đảng Cần Lao Công Giáo đã là nguyên nhân sâu xa nhất và chính yếu nhất làm cho miền Nam Việt Nam tự do suy nhược và cuối cùng rơi vào tay cộng sản vào năm 1975. Xin kết thúc bài viết của bác Hoàng Linh Đỗ Mậu ở đây. Nói chung mà bài viết, đánh giá bài viết thì ông không có gì phải đáng nói, nhưng ông mục đích mình đã biết thêm cái đảng Cần Lao, tại vì mình đâu có sinh vào thời đó và cũng đâu có biết là chế độ Cần Lao nhân vị nó như thế nào. Thì cảm ơn bác đã cho biết cái đảng Cần Lao của Kitô giáo nó tàn độc hại như thế nào và những cái bộ máy chính trị thời đó ra sao. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin cho những lời bình thiết thực để nói lên những suy nghĩ khi nghe được cái bài của Hoàng Linh Đỗ Mậu, người của Việt Nam Cộng Hòa vào thời Ngô Đình Diệm. Xin mến chào quý vị và các bạn.